Giải trí Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, chưa từng có hoa hậu nào vừa đăng quang đã có ngay một group NT với số người tham gia lên đến cả 500.000. Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Trên sân khấu, trước ánh mắt dõi theo của hàng triệu khán giả Việt Nam, Ý Nhi nở nụ cười rạng rỡ và xúc động. Công chúng dù ủng hộ, phản đối hay giữ thái độ trung lập về nàng hậu mới đều tò mò chờ mong những hoạt động đầu tiên của Ý Nhi trên cương vị mới. Nhưng chính sự vô tư và có phần quá ngây ngô của Ý Nhi đã khiến cô trở thành một trong những hoa hậu bị NT nhanh và dữ dội nhất. Chỉ sau một tuần đăng quang, hoạt động đầu tiên của Ý Nhi trước công chúng là nói lời xin lỗi. Hàng loạt những phát ngôn vụng về, vô tư, nếu không muốn nói là vô tri, trở thành đề tài bàn tán của mạng xã hội. Những câu nói ban đầu như bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi, khi bạn bè dành thời gian để ngủ, để uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu còn chưa kịp hạ nhiệt, thì cộng đồng mạng lại được dịp lắc đầu ngán ngẩm khi nàng hồn nhiên liệt kê ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung. Một câu trả lời vừa thiếu khiêm tốn, vừa thiếu kiến thức căn bản. Xã hội phản ứng cộng đồng mạng, làn sóng chê trách Ý Nhi nhanh chóng bị thổi bùng. Chê trách có, cười cợt có, phản đối có, và mỉa mai, miệt thị cũng có luôn. Có thể Nhi không cố tình, có thể cái ý mà Nhi muốn nói không phải vậy nhưng dựa vào cách truyền tải, Ý Nhi đã ngầm khiến cho cư dân mạng hiểu rằng em đang ngạo mạn trước danh hiệu mới mẻ mà mình đạt được. Sự ngạo mạn không chỉ với bạn trai, với người trẻ đồng trang lứa, mà còn cả với các vị danh nhân đã đi vào lịch sử mà chẳng ai có thể xoa bì. Vậy nên, dù đúng dù sai, cố tình hay vô tình, thì những sự góp ý và phản ứng của cư dân mạng dù gay gắt là điều Ý Nhi cần ngay lúc này để điều chỉnh lại thái độ của mình. Nếu Ý Nhi đã đọc những bài viết phản đối mình trên mạng xã hội, mong rằng em đã nhận ra sự thiếu sót của mình trong cách ứng xử. Việc đó có thể rất khó khăn, bởi chẳng ai quen với việc nhận về nhiều sự phản đối như thế chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng Nhi cũng cần hiểu rằng, khi đội trên đầu chiếc vương miện hoa hậu cũng là lúc xác định mình có trách nhiệm với nó, và phải luôn tập trung vào việc trở thành một phiên bản tốt hơn. Năm nay Nhi mới 21 tuổi, em còn cả một chặng đường dài phía trước để học hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Nhi có sai không? Có. Nhi có đáng bị phản đối không? Hơi gay gắt nhưng cũng có luôn. Vậy Nhi có đáng bị miệt thị, xúc phạm và hạ thấp danh dự không? Hoàn toàn không. Và xã hội miệt thị trên mạng xã hội, thật buồn khi bên cạnh những ý kiến góp ý thẳng thắn và văn minh, ta bắt gặp không ít những lời lẽ xúc xiểm cay nghiệt. Độc địa ngày càng lấn lướt, từ việc Ý muốn bạn trai phát triển để theo kịp mình, người ta hùa nhau nói em dọn đường đón đại gia. Người ta nói về em bằng những ngôn từ dung tục thái quá nhất, quá đáng hơn. Có kẻ còn công khai hô hào vào trang cá nhân của em để chửi, để hô hào thúc ép em tìm một con đường tiêu cực nhất nhằm giải quyết vấn đề. Chưa hết, làn sóng miệt thị còn lan đến gia đình Ý Nhi. Những người thân của em bị một bộ phận kéo xuống bùn một cách lạnh lùng. Bố em, hai người em cũng chịu chung cảnh bạo lực mạng một cách oan uổng. Họ tìm vào tận Facebook của gia đình em để buông lời khó nghe. Thấy chưa đủ, bằng cách nào đó họ tìm được số điện thoại cá nhân của bố Ý Nhi. Và thế là những tin nhắn chỉ trích cứ thế ào ào kéo đến. Thật buồn khi phải nói rằng, đây là điều tất yếu sẽ xảy ra khi những đoạn cắt phỏng vấn của Ý Nhi bắt đầu được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Gia đình Ý Nhi không phải những người vô tội duy nhất hứng chịu những miệt thị, khinh rẻ và nguyền rủa của những anh hùng phía sau bàn phím khi con em họ trở thành người nổi tiếng. Quá dễ để ai đó lợi dụng sự tự do của mạng xã hội, núp sau một tài khoản ẩn danh và tự cho mình cái quyền được buông ra những lời nhục mạ, nhẹ tênh và chẳng cần quan tâm đến hậu quả để lại. Ý Nhi có sai nhưng cái sai đấy không phải là thứ có thể định nghĩa em hay gia đình em là người xấu. Ý Nhi cần chịu trách nhiệm cho lời nói của mình và sửa sai, nhưng điều đó không thể là cái cớ để bất kỳ ai cũng có thể đổ tội cho những người thân thiết của em. Trong câu chuyện này, vì cớ gì mà những người vô tội là phải chịu sự trừng phạt không cần thiết từ cộng đồng mạng?